Dê con và chó sói xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có tên là Dê con nhanh trí. Các bạn cùng lắng nghe nha. Trong ngôi nhà kia có dê mẹ và một chú dê con. Một hôm trước khi ra đồng cỏ, dê mẹ dặn dê con: con ở nhà cho ngoan, mẹ đi ra đồng ăn một ít cỏ tươi để có nhiều sữa ngọt cho con bú. Ai gọi cửa cũng đừng mở nhé, nếu không thì con sói vào ăn thịt con đấy. Thế mẹ về thì làm sao con biết mà mở cửa? Khi mẹ về, mẹ sẽ nói con cho sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Thế là con mở cửa cho mẹ nhé. Nhưng con sói hung ác nấp gần đó đã nghe dê mẹ dặn dê con. Dê mẹ vừa đi khuất, con sói hung ác đã chạy lại gõ cửa. Ha ha ha, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi chứ gì. Ta đã nghe được lời của dê mẹ dặn dê con. Ta sẽ giả làm dê mẹ và sẽ ăn thịt con dê con đó. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa, vội vàng chạy ra. Nghe đúng câu mẹ dặn, nó định mở cửa, nhưng nghe tiếng ồm ồm, không giống tiếng mẹ. Dê con liền nghĩ ra một kế và bảo: mẹ đấy ư, sao hôm nay tiếng mẹ lại ồm ồm thế? Mẹ ra đồng bị cảm gió nên khản tiếng đấy. Dê con vẫn còn ngại. Mỗi lần mẹ về vẫn thò chân qua khe cửa cơ mà. Chân mẹ thon thon, con nhìn là biết ngay. Mẹ dẫm phải gai, sưng vù lên, thò vào khe cửa không vừa nữa. Con mở cửa cho mẹ vào. Dê con cúi sát xuống mặt đất, nhìn qua khe cửa. Nó thấy cái chân lem lút đen xì. Nó bảo chó sói: thôi, anh sói ơi, chính anh rồi. Anh cút đi, kẻo mẹ tôi về hút cho anh vỡ bụng ra đấy. Chân anh đen xì thế kia kìa, ai còn lạ gì nữa. Bị lộ, con sói vội vàng bỏ đi. Nhưng nó vẫn nghĩ cách lừa dê con. Vậy mà con dê con kia cũng biết, ta sẽ phải nghĩ thêm một cách khác. Nó chạy ngay đến một cửa hàng bánh, chờ lúc người làm bánh đi vắng. Nó liền thò chân vào. Thùng bột, bột dính đến đầu gối. Xong xuôi, nó chạy về gọi dê con. Cạch, 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 con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con vội chạy ra, ngó qua khe cửa. Lần này nó thấy rõ ràng bốn chân trắng. Thôi, đích là mẹ đã về. Nhưng cái mũi thính của nó lại ngửi thấy mùi gì hôi hôi, chứ không thơm như mùi sữa của mẹ. Dê con ngần ngại, khe khẽ bắt ghế trèo lên, nghển cổ nhìn qua khe tường. Nó thấy hai cái tai lem lút và nhọn hoắt. Thôi, đúng là tai sói rồi. Dê con gọi chó sói và bảo: tai anh đen và nhọn, chẳng giống tai mẹ tôi đâu. Anh sói hung ác ơi, cút ngay đi, kẻo mẹ tôi về, mẹ tôi lại hút cho anh vỡ bụng đấy. Sừng mẹ tôi nhọn lắm. Con sói sợ bị lộ, vội vàng bỏ chạy. Nó cố hết sức tìm cách giấu đôi tai lem lút và nhọn hoắt mà không được. Nó chưa dám trở lại thì dê mẹ đã về gõ cửa. Cạch cạch cạch, con chó sói hung ác, đuổi cổ nó đi. Dê con nghe tiếng mẹ, nó cúi nhìn qua khe cửa, đúng là chân mẹ. Nó trèo lên nhìn qua khe tường, đúng là tai mẹ. Nó mở ngay cửa cho mẹ vào và kể chuyện con sói đến lừa cho mẹ nghe. Dê mẹ ôm con vào lòng
và khen con giỏi. Dê mẹ cho dê con bú một bữa sữa thơm ngon và ngọt. Thế là ta không thể nào ăn thịt được con dê con kìa. Nó thiệt là thông minh. Ta phải suy nghĩ thêm cách khác. Lần sau ta sẽ quay trở lại. Các bạn ơi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện, các bạn hãy nhớ là trong mọi tình huống mình phải giữ bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết, giống như là bạn dê con nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.